Bãi rác Phượng Thành nằm ở thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, giáp ranh với thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đã bỏ hoang nhiều năm nay, nhưng vẫn còn tồn đọng hàng tấn rác thải, chất cao như núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến người dân bức xúc. Người dân ở xã Hòa Lạc và xã Tùng Ảnh cho biết, bãi rác này đã ngừng hoạt động từ lâu, nhưng hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt các loại vẫn còn tồn đọng, chưa được xử lý di dời. Thời gian qua, nhiều người vẫn lén lút đưa rác đến đây vứt, trong đó có cả xác gia súc, gia cầm chết, thối rữa, khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ông Trần Văn Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc thông tin, bãi rác Phượng Thành có diện tích khoảng 2,5 hectare, nằm dưới chân núi Nhật Tự và hoàn toàn ở địa phận xã Tùng Ảnh. Do bãi rác nằm trên cao, đầu nguồn nên mỗi khi có mưa lụt là nước thải ô nhiễm lại chảy xuống khu vực cánh đồng sản xuất của thôn Đông Xá. Trước đây, huyện Đức Thọ đã thành lập nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Phượng Thành và đầu tư hệ thống máy móc, cơ sở hạ tầng hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do số lượng rác quá lớn, máy móc cũ kỹ không thể đáp ứng nhu cầu, nên nhà máy đã dừng hoạt động, bỏ hoang từ năm 2019 đến nay. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh, đề xuất lên các cấp về vấn đề ô nhiễm rác thải, kiến nghị sớm có kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác ở khu vực khác để xử lý từng bước, giảm tải số lượng rác tồn đọng tại bãi rác Phượng Thành, đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe cho người dân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.